Các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số tiến lùi có số mo, có số tiến số lùi. Số tiến số lùi tỷ số truyền đều là 1:1 cả. Đây, trục này. Một trục thì dài 11 cm và một trục thì 4 cm chiều dài. Còn đường kính trục thì nó đều giống nhau thôi, hai bên đường ra đường vào là đều bằng nhau. 3, 2, 15, 6 răng và đường kính là 25. Thì khách hàng nào thích mua cái khớp cắm vào đây thêm đấy thì bên em có cả cái khớp cắm vừa cái này nhá. Thì cái này là khách phải mua thêm. Đấy. Thì cái này thì hộp số này là dòng cũng tương đối to. Kích thước của nó là thân hộp số của nó là khoảng 17 cm. Đấy, 17 x 17 x 17 gì đó. Cần số tiến lùi này, cần này thì dùng cần số của hộp số tiến lùi xe máy ba bánh bình thường ấy, là lắp vừa. Đấy. Đây. Có tiến có lùi, có số mo nhé. Đây. Loại này là nó nặng khoảng 12 kg đến 12,2 kg gì đó. Nói chung là loanh quanh khoảng 12 kg. Nó có số tiến, số lùi và ở giữa nó sẽ là số mo. Tuy nhiên thì giống như bất kể một cái loại hộp số nào ấy, nếu như không có côn ấy thì các bạn cũng không nên sang số ở cái tải tốc độ nhanh. Đấy, chỉ nên sang số ở tốc độ chậm thôi. Hoặc là gần như là dừng hẳn và mới sang số. Nhất là không tải thì nó đơn giản thôi, nhưng khi có tải mà sang số thì nó bánh răng nó sẽ bị lực va đập lớn. Đấy, thì khách hàng thì cần thêm những cái thông tin gì về cái hộp số này thì có thể liên hệ chat qua Zalo 0966818955 hoặc 0983818955. Thì bên em đều có người trả lời. Đây là xả nhớt này, châm nhớt các thứ. Nó sử dụng nhớt các bạn nhé. Cái con ốc này là cái con ốc em thì chưa nghiên cứu sâu, nhưng thường thường nó là dòng căn chỉnh cái độ chắc của cái cần này. Đấy, độ bám số. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ 0983818955 hoặc là Zalo cùng số. Các khách hàng không gọi được điện thì có thể lúc bên em đang nghe cuộc khác hoặc là đang bận mải thì có thể để lại lời nhắn trên Zalo kèm hình ảnh, bên em sẽ báo giá. Cái này hàng mới về cho nên em chưa lên giá. Nói chung các bác thưa vào Zalo bên em sẽ có báo giá, hoặc là em đã lên giá ở trên cái link phía dưới video này, có link mua sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.